Bà Oliver Edwards sinh năm 1914 là giáo viên nghỉ hưu và đang sống tại nhà chăm sóc ở Birchland ở Hasby, North Yorkshire. Và bà đã sống qua hai cuộc thế chiến và dành gần như là toàn bộ cuộc đời để giảng dạy tại một trường mẫu giáo. Và trong sinh nhật lần thứ 109, bà Oliver Edwards tiết lộ bí quyết sống thọ của mình là uống nhiều nước và chơi thể thao đến năm 80 tuổi. Cụ thể khi được hỏi về bí quyết để sống lâu để giữ một cơ thể khỏe mạnh thì bà Edward cho biết bà đã uống rất nhiều nước bởi đây là thức uống đơn giản và tốt cho sức khỏe nhất. Bà thường ăn đủ 3 bữa mỗi ngày và đặc biệt thích ăn món cá hồi và măng tây. Trong ngày sinh nhật thì bà Edward ăn cá hồi và rau cho các đồ bếp tại nhà chăm sóc Bushland chuẩn bị đặc biệt. Bà Edward được tặng một chiếc bánh có hình giống lãng hoa, một tấm thiệp đặc biệt từ vua Charlie Đệ Tam và chúc bà một sinh nhật vui vẻ. Năm ngoái thì trong sinh nhật lần thứ 108 thì bà cũng mừng sinh nhật với món cá hồi nướng, một chiếc bánh kem và được uh, được tặng bức hình của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị. Và bà Edward đã có hai cháu gái, bốn cháu và đến sáu chắc. Viện dân lão Bursland đã đăng những bức ảnh về bữa tiệc sinh nhật của Edward lên trang Facebook và được rất nhiều những lời chúc tốt đẹp trong tuần này. Dù có số lượng tuổi 109 ấn tượng nhưng bà Edward chưa phải là người già nhất được ghi nhận. Cụ thể đầu năm nay thì kỷ lục Guinness đã xác nhận bà Maria Brandes Moria sống tại Tây Ban Nha là người sống thọ nhất thế giới khi mà tròn 116 tuổi vào đầu tháng này. Bà Moria cũng cho biết bên cạnh gen di truyền, chìa khóa dẫn đến cuộc sống trường thọ là tránh xa những người độc hại.